Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khởi đầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã có niềm tin sâu sắc vào thắng lợi và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó là bước ngoặt khởi đầu dẫn tới sự thay đổi số phận của nhân dân ta. Thay nghén cho sự hình thành tư tưởng lớn, khát vọng mãnh liệt của người, định hình đường lối cách mạng, dẫn tới thời đại mới, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử vinh quang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời với bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, người xác định quốc hiệu và hệ giá trị Việt Nam là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Cho đến cuối đời, khi viết bản di chúc, người vẫn nhất quán với những giá trị, mục tiêu đó. Khát vọng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khát vọng giải phóng dân tộc ra khỏi tình cảnh bị áp bức, bóc lột, làm cho Tổ quốc độc lập và thống nhất có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ta từ nô lệ tới tự do, địa vị người làm chủ và làm chủ, tự quyết định vận mệnh cuộc sống và tương lai phát triển của mình. Đó còn là khát vọng phát triển, giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc, lựa chọn con đường phát triển, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Di chúc của Hồ Chí Minh kết tinh mọi khát vọng đó, nổi bật những lời dạy, những quan niệm của người về chủ nghĩa xã hội, về đổi mới mà Đảng phải nhận lấy trách nhiệm cao nhất trước sự phát triển của dân tộc và hết lòng chăm lo cho lợi, quyền, hạnh phúc của nhân dân. Đại hội 13 của Đảng đã tổng kết 35 năm đổi mới, trong đó có 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, được Đại hội 7 của Đảng thông qua năm 1991. Đại hội cũng nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đặc biệt là đánh giá về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đã xác định là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, Đại hội 13 xác định những nhiệm vụ, những khâu đột phá, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tầm nhìn tới giữa thế kỷ 21, năm 2045, đưa nước ta trở thành một nước phát triển, thực hiện khát vọng Việt Nam, một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, dân tộc Việt Nam cường thịnh, sánh vai cùng các nước Nam Châu như người hằng mong muốn từ những ngày đầu xây dựng chính thể Cộng hòa Dân chủ ở nước ta. Niềm tin tất thắng càng vững chắc khi mà Đảng đã đúc rút nên những bài học thấm thía trong quá trình chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, kiến tạo những đỉnh cao thành tựu mới, ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất. Đó là bài học tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, triệt để thấu suốt, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Trong hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đó là sự lớn mạnh, trưởng thành của đội ngũ cán bộ sau nhiều bước dày công bồi đắp, tôi luyện và cả quyết liệt sàng lọc của Đảng lại được vũ trang bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thế và lực của đất nước được khẳng định. Hơn thế, Đảng ta đã vạch đường sáng bằng hệ thống chủ trương toàn diện, quyết liệt đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa công cuộc đổi mới sang một tầm mức mới. Với việc hiện thực hóa quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định rõ cung đường, bước đi của các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước, kết nên những đầu tàu khỏe mạnh cùng tiến về một sân ga là điểm đích thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Hòa vào khí thế và sự lạc quan của năm mới, ở bất cứ đâu cũng cần hiện hữu tinh thần thi đua yêu nước nồng nàn và sôi nổi như lời Bác từng căn dặn. Sang năm mới, chúng ta phải cố gắng thi đua hơn nữa, cố gắng vượt những khó khăn để tranh lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.